Rồi nhắm mắt. Rồi cô bệnh nhân này 31 tuổi, để che cái tên lại. Thì cô đi khám vì một cái hạch ở đằng sau cổ, ở cái vùng chẩm đó. Đó, thì chị đi khám để cô kiểm tra cái hạch này có phải là hạch lành hay không. Thì bác sĩ Ngọc có kiểm tra hạch cho cổ á, siêu âm thôi là đã chắc chắn là một hạch viêm mãn tính rồi, không có cần làm xét nghiệm gì hết. Nhưng mà sẵn kết hợp cái vùng chẩm thì bác sĩ Ngọc kiểm tra cái tuyến giáp cho cổ. Thì bây giờ là khá là nhiều vấn đề phức tạp. Thứ nhất là cái thùy bên phải của cổ á, là có một cái nhân khoảng 11mm mà nó có nhiều lấm tấm của cái vi vôi hóa và cái bờ không đều, tăng sinh mạch máu nhiều. Đã là có 3 yếu tố của cái vấn đề là không điển hình, đó là không điển hình là một cái nhân lành tính. Rồi, bắt buộc phải làm xét nghiệm tế bào đó. Và cái thùy bên trái thì có một cái nhân, nó có một yếu tố, hai yếu tố mà nghĩ không điển hình lành tính, đó là cái mật độ echo của nó và cái thứ hai là cái bờ không đều. Rồi, vậy thì hai nhân, một nhân bên phải bác sĩ Ngọc xếp là tirat 4C, nhân bên trái là xếp là 4A, thì bắt buộc là phải làm xét nghiệm tế bào rồi. Rồi bây giờ các bạn xem cái thủ thuật trên tuyến giáp cô này nha. Đây là một cái thủ thuật đơn giản thôi, nhưng mà nếu mà không làm quen mà không có kỹ năng á thì nó cũng sẽ trở thành khó. Và đương nhiên là những bác sĩ mà được đào tạo bệnh viện ung bướu nhiều năm á, ít nhất là phải 5 năm trở lên thì mới làm quen được. Cái gan này nó ít ngon quá, nó bở. Thì một bác sĩ ung bướu mà bắt đầu có kinh nghiệm rồi thì xét nghiệm có vài phút là xong, mà một phút là xong một bướu, nhanh lắm. Nhưng mà nếu mà ở cái nơi không có chuyên khoa, ngay cả bệnh viện Thành phố Hồ Chí Minh mà không có làm cái này quen thì cũng vật vã với nó nữa, rồi không có lấy đúng cái nơi cần lấy. Đây bác sĩ Ngọc sẽ lấy cái nhân bên phải trước nha, nhìn trên cái màn hình. Đây là mình bọc cái đầu dò để cho sạch sẽ cho bệnh nhân. Và ngoài hai cái nhân đó thì cổ còn khoảng mười mấy cái nhân nhỏ nhỏ, mà những nhân nhỏ nhỏ chắc chắn lành tính rồi, cho nên bác sĩ Ngọc không có chích những cái nhân lành tính. Đây là cái nhân của cổ rồi còn sát vỏ bao nữa chứ. Bác sĩ Hạnh thêm, mà em cứ ý sát vỏ bao đi. Đây là thùy bên phải của tuyến giáp. Bên này là cái mạch máu. Đây, cái mặt có màu thì là mạch máu. Thì cái nhân nó ngay đây. Đây, nó ngay đây. Rồi. Nó rất là nhiều mạch máu nè. Đó. Đó, mạch máu vô cái bướu đó. Một cái bướu phình giáp đó là điển hình là nó không có nhiều mạch máu như vậy. Và đây là cái đốm vôi, vi vôi đây. Ở trong đó có nhìn thấy những cái trắng trắng rõ không thi? Thấy rồi. Những cái đốm vôi là những cái nốt sáng nhỏ nhỏ như cái đầu kim á. Đương nhiên là khi mà xét nghiệm cô này ra, cô vẫn có cái khả năng lành tính cao hơn là ác tính. Nhưng mà khi có những cái tiêu chuẩn mà không điển hình là mình phải xét nghiệm. Để ý cái đầu kim trong bướu ha. Cái nhân này rất là gần với vỏ bao. Thì dễ có cái hematom lắm, cho nên là khi hematom là cái máu tụ dưới vỏ bao, nên là khi làm xong cái nhân này đó, cái đầu kim đó, đầu kim trong bướu đó, đó, cái đầu mà nhúng chạy lên chạy xuống là đầu kim trong bướu á. Đối với cái những cái nhân này chích xong là phải ấn thật chặt, để nếu mà có xuất huyết dưới vỏ bao thì là mình hạn chế được. Đó. Đây là phần cái phần bướu. Trên này thì có tên tuổi, nam hay nữ, G là tuyến giáp, T là thùy bên phải. Tất cả thông tin ở trên cái lam. Đây là cái nhân bên trái của cổ. Cái nhân này thì lại rất chắc chắn là lành tính rồi nè. Cái nhân này là lành nè. Đây, mình sẽ làm cái nhân này.
Đây là cái nhân mình sẽ làm đây, cũng sát quả bao luôn, mặt sau. Rồi bây giờ sẽ nhìn thấy cái kim nó đi vô đây nha. Một đường thôi là đi vô tới nơi, chứ còn nếu mình làm không quen á, cái kim mình vô không tới, chứ mà là mình lách qua lách lại thành ra. Đây. Cái tuyến giáp là cái cơ quan nhiều mạch máu, cho nên là cái sang thương trong tuyến giáp cũng nhiều mạch máu, cho nên thường lấy ra nhiều máu. Còn đối với bướu vú thì mấy cái bướu của vú hay những cái tổn thương lành tính thì ít mạch máu, cho nên thường lấy ra cái mô nó màu vàng vàng. Thường là vẽ hình. Hồi nãy là lấy cái phần này cho cổ, một cái nhân này, bên trái là cái nhân này, thì phải ghi chú vô. Giáp phải 11mm, tirac 4C, những cái ghi chú. Giáp trái 6mm và 4A. Đó là xong cái thủ thuật xét nghiệm tế bào cho bệnh nhân.